Anh Tuấn ơi, em và vợ em đã ly hôn. Copy cái đó. Đã ly hôn được 6 tháng. Đã ly hôn được 6 tháng. 18 năm cố gắng nhưng chưa có con. Mà vì gia đình hai bên cũng không hợp nhau, em quyết định bàn với vợ ly hôn. Vợ cũng đồng ý, mặc dù em biết vợ em cũng không muốn như thế. Em quyết định như vậy có sai không ạ? À? Có tội lỗi lắm không ạ? À? Giờ cảm giác em cứ như cảm giác có lỗi, xấu hổ và rất khó tự nhiên khi quen bạn gái mới. Em 35 tuổi rồi, em cần anh khuyên em nó làm gì cho ổn định rồi chứ bắt đầu từ đầu. Ok, chuyện của em nha. 8 năm, tức là sau 8 năm cố gắng và đã ly hôn được 6 tháng. Như, vì chưa có con và vì gia đình hai bên không hợp. Tức là như nè, em đưa ra hai cái nhóm nguyên nhân. Thứ nhất là vì không có con. Thứ hai là vì gia đình hai bên không hợp. Thì em nói cho em biết, nó là cái phần gọi là râu ria. Tức là nó không là nguyên nhân chính đâu. Nguyên nhân chính là mình không xây dựng được cái hạnh phúc, cái cảm giác yêu nhau á. Vì mình không có xây được như vậy cho nên là những yếu tố bên ngoài nó làm hư được. Là việc không có con với nhau được và việc là gia đình hai bên không hợp. Gia đình hai bên không hợp ăn nhậu gì hai đứa đúng không? Nhưng mà vì mình yếu quá cho nên những cái đó nó mới làm vỡ được. Thì chuyện của mình là nguyên nhân nó vỡ, gốc nó là mình không có xây dựng được cái hôn nhân của mình. Rồi chính vì nó yếu cho nên cái đá ở ngoài nó văng vào cái tường yếu nó bị bể ra. Thì mình nghĩ nó là nguyên nhân thì nó không phải nguyên nhân. Rồi, sau đó em đã tới quyết định ly hôn và đã ly hôn được 6 tháng. Bây giờ em nói là em biết là cả hai người đều không muốn ly hôn nhưng mà vẫn tới cái quyết định đó. Thì em hỏi là em quyết định như vậy có sai không ạ? À? Có tội lỗi lắm không ạ? À? Thì ở ngay cái câu này nó nói lên gì biết không? Em chưa có lành được với cái quyết định ly hôn đó. Và nó là một sự tổn thương. Bởi anh mới nói với các bạn là tại sao đây đây anh dùng cái này để anh chứng minh cái điều mà anh vẫn khuyên các bạn. Anh nói tại sao phải chỉnh sửa hôn nhân trước khi quyết định bỏ nó là chỗ này. Nhớ tại sao các bạn hỏi anh Tuấn ơi bây giờ em bỏ em giữ. Thì câu trả lời của anh là em nên chỉnh sửa lại hôn nhân. Và em thấy không, nếu như mà em đi qua cái quá trình nhân sự hôn nhân mà anh giả sử anh chỉ cho các bạn thì em thấy là em không bị cái ngày hôm nay. Tức là nếu em vẫn có thể sẽ ly hôn nha, sau khi em thực hiện em học cái đó em thực hiện em vẫn có thể ly hôn nha, nhưng mà em sẽ không bị cái này nè. Em làm như thế, em quyết định như vậy có sai không ạ? À? Có tội lỗi lắm không ạ? À? Bởi em nói là cái giá trị của quá trình chỉnh sửa hôn nhân hay gọi là xây dựng lại hôn nhân, nếu rạn nứt thì anh gọi là chỉnh sửa, nó giúp em ở cái phần cuộc đời còn lại. Em thấy không, cho dù là nam hay là nữ thì tình huống của em, anh muốn mượn cái tình huống có thật của em đang xảy ra mà em đang bị kẹt để cho em thấy rằng cái kết quả của quá trình đi chôn nhân nó giải quyết cái điểm em kẹt ngày hôm nay đó mà em đã không có ngày xưa đó. À, cho nên bây giờ em cảm giác có tội lỗi hay không, và đây là những cái ảnh hưởng của nó nè. Em cảm giác em có lỗi xấu hổ và rất khó tự nhiên khi quen bạn gái mới. Em 35 tuổi rồi, em cần anh khuyên. Bây giờ anh dùng cái tình huống của em cho bạn nữ nha, mà thường xảy ra nè. Cũng xem nè, cũng tới quyết định ly hôn, em làm vậy có sai không ạ? Có tội lỗi không ạ? Bây giờ em có một cái mối quan hệ mới mà em cảm giác rằng nó không được hạnh phúc, em cảm giác là chồng em cứ sao á, em cảm giác là cái người chồng này cũng tệ như người chồng trước, hay thậm chí còn tệ hơn, hay là mối quan hệ nó là sao á, cuộc sống là tình cảm là không tốt đẹp được. Thì ở bạn nữ thường không có cái cảm nhận về hướng đó, nhưng mà cái cách cảm nhận khác nhau nhưng mà cái kết quả, cái hậu quả đúng không, như nhau là không đi được hạnh phúc tới nữa. Lý do là vì sao? Là vì cái hậu quả mà anh gọi là do cái hôn nhân trước mình không sửa trước khi đi tiếp, nó đúng mình lại ở một cái sự khập khiễng. Em thấy của em rất là rõ này. Em có giờ em cảm giác xấu hổ, có lỗi và rất khó tự nhiên khi quen bạn mới. Anh nói cho em biết ở người đàn ông này, tới lúc em quan hệ tình dục với người bạn gái mới hay là cái người vợ sau này em vẫn cảm giác bị kẹt. Có rất là nhiều bạn hả? Và làm cho cái người phụ nữ cảm giác là đã làm gì kỳ vậy? Tại sao đang tự nhiên cái cục hứng như bật ra? Mình chưa có lành á, mình luôn bị những cái đó nó nằm trong đầu á. Cho nên là nhiều khi em sẽ có những cái trạng thái tự nhiên em cảm giác em khó chịu với cái người phụ nữ kia, hay là em tự nhiên em lọt vào một cái mood mà em cảm giác sao kỳ quá, tự nhiên mình vào và nó làm cho người kia cảm giác sốc. Bởi vì nó là khập khiễng á, mình sẽ vô tình làm hư mối quan hệ. Ta nói trong các phương diện luôn, hẹn hò, nói chuyện, yêu đương, quan hệ tình dục, vợ chồng, đi chơi nhiều khi không hưởng thụ được, nhiều khi đang ngồi nói chuyện bị vì những cái tổn thương em sẽ làm vô tình em làm hư mối quan hệ ấy. Và em tả ra rất là rõ, là em cảm giác có lỗi xấu hổ và khó tự nhiên, thấy rõ không? Khó tự nhiên khi quen bạn gái mới. Hiểu em nói không? Thế thì bây giờ em đã lỡ đi tới đây, bởi em nói cái chỉnh sửa hôn nhân nó quan trọng vô cùng luôn. Bây giờ lỡ đi đây thì giải pháp cho em là em cần anh khuyên nên làm gì để ổn định lại mọi thứ. Em phải qua một cái quá trình gọi là chữa lành. Em thấy không? Đây là tổn thương, đây là khập khiễng, đúng. Và tổn thương thì phải được chữa lành. Tâm bệnh thì phải chữa bằng tâm dược. Em phải lành lại. Em lành lại nghĩa là sao, đúng không? Là em không có năng lực để mình có thể chấp nhận được những việc đó nó đã xảy ra và mình không không để nó làm vết thương nữa. Thì khi nó không làm vết thương thì lúc đó em mới có thể đi tiếp trong cuộc đời một cách lành lặn và thăng bằng và tốt đẹp được. Nó nằm ngay chỗ đó. Và đương nhiên nó sẽ khó hơn nếu ngày xưa em đi qua cái lộ trình
gọi là lộ trình chỉnh sửa hôn nhân, thì em sẽ thấy trong đó nó đã có một cái phần bao gồm của sự thăng bằng trong đó, nó có một cái quá trình chỉnh sửa và nó không ra cảm giác hối tiếc, cho dù giữ được say tốt hoặc là nhận ra không giữ được nữa bỏ đi thì nó cũng là sự thăng bằng đều được. Nó làm thấy là quan trọng không? Nhưng mà bây giờ đi tới đây cái là cái câu trả lời của anh cho định hướng em là nên tập cho mình cái năng lực đó và mình sẽ chấp nhận được sự việc như chính nó là. Mình có thể sẽ thấy đó là một cái sai lầm là mình đã không sửa nó trước khi bỏ nó, nhưng mà mình sẽ chấp nhận được cái sai lầm đó. Tại vì sao? Sai lầm đã xảy ra và nó sẽ xảy ra, và mình đã có xảy ra và mình sau này vẫn sẽ có những cái dạng sai lầm khác, nhưng mà cái năng lực là mình chấp nhận được nó là một cái năng lực độc lập mà mình phải tập mới có, thì lúc đó em sẽ lành hơn, lúc đó em mới đi tiếp được và không bị cái lần đó. Và nó là một quá trình nghiêm túc nha, không đùa. Sự tổn thương của em nó đủ lớn để nó bị đó, nó làm cho em khó chịu. Ok, đó là một cái ví dụ, một cái minh chứng mà mình muốn mượn cái dữ kiện bạn này đưa như một cái minh chứng của cái mình vẫn khuyên các bạn. Bởi vì các bạn tới hôn nhân, các bạn có hôn nhân, các bạn đau khổ, bạn nói tướng này bỏ hay giữ, mình nói bỏ không nên mà giữ không nên mà phải sửa. Và bạn không nhận ra được sửa xây dựng thì anh hàn lâm quá, anh lý thuyết quá, có nhiều chữ hàn lâm anh không biết là hàn lâm là gì không, nhưng mà nói có phải lý thuyết, nó là thực tế nhất đó. Nhưng mà tại vì có thể các bạn không hiểu đó, hay là các bạn mong đợi một cái gì đó bí quyết bí mật gì đó, cho nên các bạn không đón nhận được nó thôi. Thực ra nó chính xác trả lời câu hỏi. Ở tiếp tục nè, anh Tuấn tư vấn giúp em, chồng em thiếu nợ sau 6 tháng ly thân, anh MN ly hôn. À MN chắc là muốn rồi. Anh MN ly hôn, anh ta mắc nợ 6 tháng ly thân, bây giờ muốn ly hôn. Giờ được 9 tháng hai vợ chồng không liên lạc, anh không về thăm con, hôn nhân của em hết sửa được rồi hả anh? Em ơi, khi mà em đã tới ly thân, tức là bước cuối cùng trước khi ly hôn, sự ly thân là một cái trạng thái tạm thời, theo định nghĩa của anh nha, là một cái trạng thái tạm thời, nhưng mà nó rõ nhất để cho từng người nhận thấy rằng cái giá trị của hôn nhân nó còn đủ lớn để mình nỗ lực xây lại hay không. Anh tạm thời coi là vậy. Nếu như ly thân mà vẫn muốn ly hôn thì có nghĩa rằng đối với cái người muốn ly hôn đó, cái giá trị của cái mối quan hệ đã không còn đủ lớn để xây. Và nếu như đã không còn đủ lớn thì sẽ không có động lực để làm, và không động lực làm thì sẽ không làm, và không làm thì không có xây được. Cho nên ở phía chồng em, anh ta đã không muốn điều đó, thì có nghĩa là hôn nhân của em hết sửa được rồi hả anh? Câu trả lời của em là đúng là vậy. Tại vì em không thể sửa cái hôn nhân giống như một cái kéo có một bên sau cắt, hiểu không? Thì cái điều này ở cái trạng thái này nha, là chồng em đã quyết định thì đúng là không xây được. Okay. Nhưng mà có nhiều cái trạng thái hôn nhân khác nó chưa đi tới mức này, mà các bạn tự suy luận và tự nghĩ là chồng mình không muốn xây thôi. Nhưng mà trạng thái của em là rõ là tại vì sau 6 tháng ly thân anh muốn ly hôn. Thực ra ly thân 6 tháng là rõ lắm rồi đó. Cho nên câu hỏi riêng cái tình huống của em thì đúng là hết sửa. Cái hôn nhân em nó hư quá mức sửa chữa thì đúng hơn. Và em nên thăng bằng lại để tiếp tục cuộc sống của mình ha. Tuy nhiên cái tình huống của em không áp vào rất nhiều tình huống nha. Có rất nhiều tình huống là ông chồng vẫn muốn chinh sơn nha, nhưng mà bạn nữ tự nghĩ là ông chồng không muốn thay đổi. Tại vì cái sự tổn thương và cái sự mong muốn gọi là phán xét á, mình mong muốn người ta mà nó không xảy ra, mình tự phán vậy. Okay. Nói vậy để các bạn hiểu được là không phải tình huống hôn nhân nào cũng tệ như cái tình huống của em đang bị. Làm sao để làm đầy nội tâm của mình ạ? Trời ơi, em dùng chữ nội tâm, đầy nội tâm, anh không hiểu được nội tâm là cái gì, để cần, nó có cần làm đầy hay không, hay là để rỗng là tốt hơn. Thì nếu em gọi là đủ đầy về những cái nhu cầu á, thì đương nhiên muốn đủ đầy thì mình phải tự thân làm cho mình đủ đầy được. Còn về cái nội tâm á, thì anh không hiểu chữ nội tâm là gì, nhưng mà anh nói thật, cái nội tâm mà nếu theo cái cách anh nghĩ, cái nội tâm tốt nhất là trống rỗng, empty. Và empty đây không có nghĩa là empty theo kiểu nghĩ là empty là không có giá trị nha. Cái emptiness này á, là một cái nội tâm thăng bằng, không bị khuấy động á. Tức là một cái nội tâm, cái gì là nội tâm tốt nhất là nội tâm trong đó không có gì hết, nó không có xáo trộn gì hết, nó yên. Đó, gọi là nội tâm tốt nhất. Anh không biết, hình như hồi xưa anh có đọc một cái bài mà người ta nói về, hình như có một cái đạo giáo nào đó nói về cái gọi là cái tâm, và dùng cái chữ là emptiness. Và cái chữ emptiness anh hiểu ngay khi người ta nói cái chữ emptiness, mình thấy là em thấy cái lúc mà em trong tâm em không có gì hết trơn á, là em thấy là em, khi mà trong tâm em không có cái gì thì em thấy là em hiện hữu lắm luôn á. Khi trong tâm không có gì thì tự nhiên tất cả mọi thứ hiện tại mình thấy nó tốt đẹp. Và trong tâm em không có gì thì em cảm giác em không bị khuấy động, bình an. Thì cái chữ emptiness anh muốn diễn đạt cho em nó theo cái ý đó. Anh Tuấn ơi, em hỏi nếu người này phải là người thật lòng không, em bên phải thật lòng không, em bên phải, em bệnh, chắc là bệnh đó, em bệnh phải phẫu thuật mà anh ấy quyết định sống với em suốt đời,
Nhưng trước khi phẫu thuật thì hai đứa em gần như đã xa nhau. À, chữ gần, em biết chữ gần nghe, trời ơi. Em ơi chữ gần, gần nha, bỏ chữ g cuối đi, chữ gần, chữ á thành chữ ớ. Á ớ đúng rồi, gần. Gần như đã xa nhau nhưng tự nhiên em bệnh cái ảnh không còn ý định chia tay nữa, vậy anh cho ý kiến em phải làm sao? Em cứ làm như cái đang làm chứ có làm sao. Thì anh ta lo lắng cho em, anh ta muốn suốt đời với em thì ok, có gì đâu. Em phải làm sao? Em hãy là người phụ nữ vui vẻ, hạnh phúc, có sức hút, có kiến thức về tình cảm, biết cách hành xử trong tình cảm, xây dựng hôn nhân của mình tốt đẹp. Cái đó là cái cần làm, có gì đâu. Nếu bạn coi cái video này tới đây mà thấy có giá trị á, thì bạn nhớ bấm vào cái nút màu đỏ là nút đăng ký kênh. Còn ở tiếng Anh đó là chữ subscribe. Sau đó nó hiện ra cái chuông, bấm vô cái chuông luôn. Thì mỗi lần có video mới, bạn sẽ được báo. Hẹn gặp lại các bạn ở những video sau nữa. Bye bye.